tay thì mình đang để iRobot chạy trên khu vực mặt bàn của mình. Nó định hướng tương đối là nhanh so với các loại robot mình đã thử nghiệm. Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn dòng robot hút bụi mới của robot đội hút bụi iRobot. iRobot là một trong những thương hiệu lớn của Mỹ và là một trong những thương hiệu được hợp tác với quân đội Mỹ trong việc sản xuất robot. Và iRobot là một trong những thương hiệu đi đầu trên thế giới về việc sản xuất các ứng dụng điện tử thông minh dành cho gia đình. Và hiện nay thì iRobot có ra dòng iRobot Brava 605. Đây là dòng iRobot với một cái mức giá phù hợp và hợp lý hơn, giúp iRobot có thể trở nên phổ biến trong đối với người tiêu dùng. So với các cái dòng robot hút bụi khác của iRobot thì giá là cực kỳ cao, và iRobot 605 tuy là có giá phù hợp hợp lý hơn nhưng mà nó được giữ lại tất cả những đặc điểm ưu việt của iRobot so với các loại robot thông thường. Và giờ mình sẽ thử cái khả năng để tránh cầu thang hay là tránh những khu vực độ cao, tránh rơi ngã của iRobot Roomba. Hiện tại thì mình đang để iRobot chạy trên khu vực mặt bàn của mình. Thì bạn có thể thấy là iRobot di chuyển rất là nhanh và linh động. Góc xoay của nó rất là nhỏ để giúp nó đổi hướng một cách từ từ và để đi đến được nhiều ngõ ngách hay là tránh được đồ vật cũng dễ hơn. Như bạn thấy thì iRobot khi mà đến những cái khu vực mà hết chỗ để đi thì nó sẽ giật lùi trở lại và thay đổi hướng một cách rất là dễ dàng. Và giờ thì mình sẽ cùng với các bạn để kiểm tra khả năng trở về chạm sạc của iRobot Roomba 605. Thì ở đây chạm sạc các bạn lưu ý là để chạm sạc là ở những cái khu vực mà ở hai bên nó từ cái phía trước và hai bên nó là không có vật cản trong vòng khoảng 0,5 m. Còn ở phía trước mặt của cái chạm sạc thì các bạn phải đặt khoảng trống từ 1,2 đến 1,5 m là không có vật cản. Và cũng cách tương tự là trước khoảng 1,2-1,5 m là cũng không có cầu thang. Và giờ thì mình sẽ để cho iRobot hoạt động, sau đó mình dừng lại và bấm chức năng điều khiển dock để cho nó trở về chạm sạc. Thì như là clean, mình đánh thức, sau đó cho máy chạy. Và giờ thì mình muốn dừng và muốn robot trở về thì mình bấm vào dock. Bạn có thể thấy là iRobot đã nhanh chóng tìm định hướng của trạm sạc và nó đang trở về. Nó định hướng tương đối là nhanh so với các loại robot mình đã thử nghiệm và đã trở về trạm sạc một cách an toàn, hiệu quả. Và giờ để kiểm tra khả năng hút bụi của Roomba 605, mình sẽ để robot hút trên khu vực thảm. Đối với những khu vực như mặt phẳng và cứng như gỗ và sàn nhà thì gỗ và sàn đá hoa thì sẽ dễ hơn là so với khu vực thảm. Và bây giờ thì với một cái khu vực nhiều bụi bẩn như này thì để chúng ta cùng xem là Roomba hoạt động như thế nào. Bạn thấy có thể thấy là Roomba di chuyển rất là linh động và nhanh. Khi mà đến gần những cái khu vực mà có vật cản thì Roomba giảm tốc độ đi để giảm cái mức va chạm.
thấy là Roomba có thể đi sát vào mép trên tường. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa đầy một phút, bạn có thấy là Roomba gần như là đã hút sạch khu vực. Sau mỗi vệt mà bạn có thể nhìn thấy là sau phía sau của Roomba, mỗi lần mà Roomba đi qua thì bạn có thể thấy luôn là có một cái vệt giống như là cái lực hút của Roomba nó hút sạch và kỹ cái phía thảm mà nó đã đi qua. Lực hút của nó rất là mạnh và tốt. Khả năng né đồ vật cũng tốt. Với những cái khu vực cứng như vậy thì thấy Roomba giảm tốc độ, nhưng mà đến những khu vực giữa và không có vật cản thì nó lại di chuyển rất là nhanh. Sự bám sát và thay đổi ở cái mép tường của nó gần như là nó sẽ cố gắng để bám sát và hút được kỹ nhất những cái khu vực có cái địa hình khó. Các bạn có thể thấy là gần như đến thời điểm hiện tại là thảm của mình đã sạch gần như là tuyệt đối. Và cảm ơn Roomba. Ở phía mặt trên của robot Roomba, bạn có thể thấy là ngoài phím clean là phím để tắt, bật và khởi động, thì còn có hai phím là phím spot và phím dock. Phím dock này có tác dụng là khi mà bạn Roomba đang hoạt động và bạn muốn Roomba dừng hoạt động và trở về nhà giữa chừng thì bạn bấm phím dock thì Roomba sẽ tự động trở về trạm sạc của nó. Còn với phím spot là cái phím mà khi các bạn có một cái khu vực nào đấy mà muốn Roomba hút kỹ hơn thì Roomba nó sẽ hút theo hình xoáy chân ốc từ cái điểm đấy cho vọng và xoáy hình chân ốc và xoáy rộng mở rộng dần cái khu vực diện tích đấy ra, nhưng sẽ chậm và theo hình xoắn ốc. Rồi nó lại quay hình xoắn ốc trở lại. Thì để giúp các bạn có thể tập trung hút vào một cái khu vực nào đấy và các bạn muốn làm sạch kỹ hơn. Giờ thì mình sẽ thử cái chức năng spot của Roomba. Đầu tiên là mình cũng bật Roomba, sau đó mình bấm pause. Bạn thấy Roomba xoay tròn ở một vị trí.
Tuy nhiên là mình để khu vực hơi hẹp nên là sau khi va tường thì nó cũng sẽ tránh khu vực tường đấy ra. Và nó sau khi xoay tròn thì nó bắt đầu mở rộng dần cái khu vực diện tích cũng theo hình xoắn ốc như vậy. Và sau khi mở rộng cái khu vực xoắn ốc được khoảng 1m2 thì nó lại sẽ quay ngược lại để thu hẹp lại và xoay lại về phía tâm của cái hình xoắn ốc lúc điểm nó bắt đầu. Và bạn cũng có thể thấy là nó mở rộng rồi xoay lại theo cái công việc mà Roomba đang hoạt động. Điều này sẽ giúp cho cái việc của nó sẽ có thể làm sạch kỹ hơn cái khu vực nào mà bị bẩn nhiều hơn ở trong gia đình nhà bạn. Như vậy là mình vừa giới thiệu xong với các bạn về robot hút bụi Brava 605. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào website gusto.vn hoặc liên hệ Facebook Shop Gusto hoặc theo số Viber Zalo của chúng tôi ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.